Rồi. Xin chào tất cả các bạn, đây là em tớ. Một chiếc xe của em tớ và em tớ đang quay cùng tớ. Chào mừng tới video mới của chúng tớ. Những chiếc xe này cũng chỉ là khởi đầu thôi, nhưng nó có điểm đặc biệt là Sahara Jeep. Nhưng tuy đồ bánh xe nhỏ hơn nhưng vẫn khỏe hơn nhiều đấy các bạn. Nhưng chúng ta mới chỉ là khởi đầu của những chiếc xe nhỏ hơn, tinh tế nhưng lại không bằng những chiếc xe to hơn. Những chiếc xe to hơn có điểm đặc biệt là to hơn gấp đôi, nhưng có thể có một chiếc xe EcoSport kiểu xe này nhưng vẫn còn nói là to hơn gấp đôi đấy. Mặt trời đấy. Xe của bố tớ cũng là một chiếc EcoSport nhưng nó màu bạc, còn chiếc xe mô hình là màu đỏ. Xe của em màu xanh. Nhưng thực ra đó là lý do tại sao chiếc xe này màu vàng. Bộ xe là của em màu đen vàng. Nhưng đang đối nặng mấy cái dòng sóc trên cái xe này thì quá. Tớ lúc trước tớ cũng dán một cái hình dán ở đây, nhưng tớ đã bóc ra. Một hôm tớ kiểm tra xem nó không mở được cửa sau, nhưng nó lại có điểm đặc biệt. Cố cực rỗng. Tớ các bạn biết cái xe này nặng bao nhiêu khi là thật không biết đâu, đó chính là 3 tấn. Tớ không biết chiếc xe này nặng mấy tấn nhưng có nghĩ là 1 tấn thôi. Chiếc xe này vẫn chỉ là một cầu khởi đầu. Chiếc xe này có đầu cầu khỏe, nhưng cầu này mới chỉ là dẫn khởi đầu. Chiếc cầu này dẫn sức mạnh đến thứ này, sau đó thứ này chuyển đến hai bánh xe làm vận hành bánh xe. Nhưng bánh xe mới chỉ là khởi đầu thôi. Còn lúc nó to hơn, nó khỏe hơn, nó lội nước, nhưng vẫn chỉ là đến hết cái bánh xe. Và bánh xe vẫn được trang bị rốp. Nhưng đây mới chỉ là rốp bình thường. Nhưng cho đến khi rốp không phải là dày băng, rốp rất dày, nhưng các bạn vẫn không đi được đinh với chiếc xe này. Chiếc xe này khá là thông minh khi nó ở trong một môi trường xe của quá là địa hình. Được rồi, chào các bạn tại lần sau.